go get wrap her in there and she sleep just tight in there. The dark. She need dark fabric, huh? Something dark. She not afraid. Vậy chứ không lẽ vậy đâu được nữa. Làm tới sáng làm sao mất tiểu. Nó ngủ đây, tôi lấy miếng vải tối tôi bịt nó lại. Nằm ở trong cái tấm này nó tối nó mới ngủ được. Nó sợ. Cái bị nó sợ cho nó nằm trong đó đi, nó trốn nó ngủ cho tôi đi tiểu chứ. Cái giường em bé búp bê á, lính quýnh dục đồ ra hết trơn rồi, nó ngủ ở dưới đó phải không? Nó còn ngủ đó chi đâu, nằm luôn ngay cái giường của tôi luôn rồi. Kiếp người cũng khổ, kiếp vật cũng tội. Thương quá. Mẹ uống miếng nước nha. Cho mẹ uống nước chứ. Mẹ bất ngờ đâu có nghĩ là gặp nó đâu, cái duyên thôi. Ủa, bộc lộ mày này hả? Mày sao vậy? Mẹ nó có lộn vậy đáp xuống lần sau nữa. Đúng rồi. Em ngủ rồi đó. Các chị, các cô chú ai xem video bé Sốt. Bé Sốt còn nhỏ đi lạ. Không biết còn mẹ không, khổ quá. Nhìn ra con có đứa nào không? Trời ngoài trời nó buồn, âm u nhắn queo tội nghiệp em quá. Không nỡ bỏ trở ra đường phố nữa. Thấy tụi cái này cho em nằm đồ thiếu gì đem dục hết trơn cái nhà này. Tôi không có nói mà sợ nó đi toilet này nọ đó là chết tươi luôn. Nó chán nó hốt này hốt nọ chắc chết xỉu luôn. Nói là dơ nhà nó chịu mới nổi đâu, mùi thú vật đâu có được. Sống phải vệ sinh. Để cho nó vô cái đó nó nằm.
nằm trên đường phố đang than giờ nằm trên giường của ba. Phải không cho nó nằm trên giường mà là tại vì sợ đi tiểu giật mình tội nghiệp nó. Nó ngủ nó cứ bị nhức nhức cho tội. Giấc ngủ người ta bị phá. Có miếng giấy nào thôi cho miếng nhung đi, nhung mấy tinh đây. Nó ngủ đó. Giờ không dám giờ tôi, giờ tôi ngủ ở đâu. Giờ em chó nhồi bông tôi qua, biết mày nó có quậy. Hèn chi nãy tôi cũng nghi là nó rút vô cổ nên nó buồn ngủ á. Chứ nó mà được cái là nó hiền, nó mới cắn, nó hung dữ kẹt thì không có. Được cái nó ngoan, cái duyên nó trời cho nó. Ăn chưa được mà ăn ít quá mà. Ngủ quá con, nên mày coi cho nha. Đi sao? Ồ, ngủ rồi. ngủ á mấy gì mấy cô không dám động đó là động tay nè, động vô đây không được đâu, nó lạnh á. Hay là cho em vô cái thùng này, thùng gì ngủ nệm cho nó sang, thùng ghét gì đó con, mỗi lần tính sang nó qua chỗ của nó. Ngủ với lại nó sợ nó tối nó mới ngủ được. Mấy cân không? Giờ nhích vậy thôi, nhích qua bên nách mà em đi là ngủ bên này nè. Để bà có đi tiểu này kia bà đỡ. Không? Chứ giờ đi tiểu đi ban đêm tới lui mà cái bụng là phải xả. Cái bụng my stomach sick. That's the moon see right here. Đó đi. Rồi đó. Đây cũng có được nằm hết. Mà nằm đây con nằm đó. Chút chắc trùng là hồi người tôi nó qua. Đây bây này. Nó mến. Cái duyên á. Nó ngủ đi nè. Ngủ á. Ngủ á. Ngủ gì đó đi. Đừng ngủ á. Ừ ngủ đi. Máy em xài cái máy này hơi bị lục nha, lâu qua bảy máy chết. Nói chung ra vô nằm mà vô mền không chịu nằm đó, xuống mền, xuống mền của tôi luôn rồi, xuống mền của mami rồi, nó không chịu nằm bên này, nó không chịu miếng vải này, nó chê, nó phải ngủ kinh nghiệm nha, nó phải ngủ trực tiếp xuống nệm của tôi thôi, thôi không dời nữa, thôi xin lỗi. Nếp mình ơi, phải ngủ nệm mà. Chung ở dưới này nè, cái mền của tôi kìa. Lúc ở dưới á, cái này nè. Nằm dưới á. Rồi nằm dưới đó đi. Nằm dưới đó đi ha. Bà Dũng để đây còn xí dọn được, đưa qua kia đâu thấy gì đâu. Đi đụng nó. Chừng nó mới đè lên sáng dày dẹp lấy luôn. Đâu rồi? Nó chung mất rồi. Nó chung xuống cái mền của tôi nó ngủ rồi bây giờ. Nó mới thích nằm trên cái này. Này là che nó lại.
ta rút ở trong cái mền nó có chừng bà vú để chừng nó đi bà nó qua bên này nè, nó qua bên này nó rụng tùm lum nè, nó kệ nó đi dơ mày từ ngoài đường vô thanh nhượng đúng không, ngủ đi nó nè, ngủ đi, she sleep. Tìm chỗ em ngủ lúc này với cái mờ nó ấm nãy ở ngoài đường phố cái lũi với cái giờ mền á, chân bà vú đầy ngập thở không nhắm nhúc nhích cái chân luôn nè, ở dưới bị lô my blanket she lie my blanket she lie sleep straight on the bed she doesn't lie sleep on the fabric rick đâu rồi trốn đâu mất rồi âu si chung nằm đây nè dưới chân mình ngủ đi. Rồi tối rồi cũng có lần cùng nhắm vô hang đi này này cùng cái hang thấy không đó đó nổi như cái mền mới chịu ngủ đi. Thiên mày đi mũ rồi don't tell me you you go in there you poop and pee you you welcome for sleep but not poop and poo on my bed okay especially not my blanket. Yeah.